Rõ ràng chúng ta thấy rằng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh đang khiến cho rất nhiều người hoang mang lo lắng. Và ngoại trừ Pháp và Thụy Sĩ đã nối lại các chuyến bay đến Anh, tính tới ngày 24 tháng 12 đã có hơn 40 quốc gia vẫn cấm hoặc là hạn chế đi lại đến xứ sở sương mù để phòng biến thể mới của SARS-CoV-2. Và mới đây thì danh sách này tiếp tục mở rộng với các nước là Mỹ, Canada và Honduras. Ngày 23 tháng 12 theo giờ địa phương, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio thông báo văn phòng cảnh sát trưởng thành phố New York sẽ tới tận nơi kiểm tra, nơi ở của những du khách tới từ nước Anh nhằm đảm bảo họ tuân thủ quy định cách ly triệt để và tránh cho thành phố này nguy cơ lây nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh Quốc. Chúng tôi không thể mạo hiểm với bất kỳ hành khách nào, đặc biệt là những người tới từ Anh. Vì thế, nếu ai không tuân thủ quy định cách ly sẽ bị phạt 1.000 đô la mỗi ngày. Thị trưởng de Blasio cũng cho biết thành phố sẽ tiến hành gia tăng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo New York không bị tấn công bởi biến thể mới của SARS-CoV-2, được cho là có khả năng lây nhiễm cao. Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết sẽ kéo dài lệnh đình chỉ các chuyến bay thương mại từ Anh cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong bối cảnh vừa phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Như vậy, đây là quốc gia mới nhất áp đặt hạn chế đi lại từ Anh trước những diễn biến mới của đại dịch COVID-19. Honduras là quốc gia tiếp theo hạn chế đi lại đối với những người từ Anh và Nam Phi, nơi cũng vừa phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Theo hệ thống quản lý rủi ro quốc gia, quy định mới yêu cầu những người ngoài cư trú Honduras và công dân nước này từng sinh sống hoặc có cảnh tại Vương quốc Anh hoặc Nam Phi trong hai tuần qua, buộc phải cách ly ít nhất 14 ngày sau khi nhập cảnh.